Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của ô tô Bình Thuận. Hôm nay Tiến sẽ quay clip cho các bạn xem dòng xe Ford Territory 5 chỗ phiên bản SUV 5 chỗ gầm cao phân khúc C vừa về tới showroom của Bình Thuận Ford bên Tiến. Một chiếc xe mà Bình Thuận Ford và tất cả các khách hàng ở Bình Thuận cũng như ở Việt Nam đang rất là mong đợi trong thời điểm hiện tại về trước thời điểm quý 4 của năm 2022 để kịp giao cho khách hàng tận hưởng mùa Tết 2023 nha quý vị. Phiên bản 5 chỗ gầm cao phân khúc C quý vị. Hiện tại các tư vấn bán hàng đang tập trung để xem chiếc xe này vừa về tới showroom ngày hôm qua thôi. Thì giới thiệu quý vị luôn là phiên bản của Territory có 3 phiên bản từ thấp đến cao và có giá là từ 822 triệu cho đến 935 triệu đồng. Rất là phù hợp cho tất cả khách hàng có nhu cầu mua một chiếc xe 5 chỗ rộng rãi tiện nghi. Phải nói là rất là cạnh tranh về giá trên thị trường hiện tại luôn. Tiến sẽ quay sơ một vòng cho quý vị xem về cái ngoại thất. Là phần đầu xe, mặt ca lăng của xe khá là đặc biệt với thiết kế mạ chrome, những lưới tản nhiệt hình tổ ong và những đèn full led dạng chữ C như vậy. Thiết kế rất là tinh tế quý vị. Đây là phiên bản Territory 5 chỗ này thật sự là rất là mong đợi từ nhiều năm qua, kể từ khi EcoSport ra mắt thì khách hàng luôn mong muốn sở hữu một chiếc xe cao hơn, dài hơn, to hơn và rộng hơn. Thì ngày hôm nay Territory đã về tới Việt Nam và về tới Bình Thuận Ford rồi. Mâm của Territory thì 18 đến 19 inch quý vị, rất là to, thiết kế rất là đặc biệt. Đây là bên trong xe, nó là rộng, ghế thiết kế rất là sang trọng, hiện đại. Của số trời quý vị. Mở bụng đen, mở đen, mở đen. Và đặc biệt trên phiên bản Territory thì phần cốp sau khá là rộng. Tiếp theo quay cho quý vị xem. Nó một chiếc xe 5 chỗ mà phần cốp có thể nói là như một hàng ghế thứ ba luôn, cực kỳ rộng. Ở bản dịch thì nó mới có điện, dung tích rất là lớn, quý vị có thể là đựng đồ thoải mái. Về khoảng sáng gầm xe thì thật sự rất là cao, có thể là 20 cm quý vị. Công nghệ thì rất là đầy đủ và hiện đại. Phanh quý vị khách hàng mà có nhu cầu tham khảo xe để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất thì hãy gọi về số hotline của Tiến là 0937 393786 hoặc đến showroom của Bình Thuận Ford để trực tiếp xem xe và được các tư vấn bán hàng tư vấn cho mình cụ thể hơn về cái dòng xe 5 chỗ gầm cao này. Chúng ta sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng các phiên bản của Territory, từ phiên bản thấp đến phiên bản cao là phiên bản Titanium, phiên bản X có đầy đủ những tính năng
và ngập tràn công nghệ trên một chiếc xe 5 chỗ. Xin cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi video của Tiến và chúc quý vị có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và đặc biệt hôm nay là 20 tháng 10 thì Tiến cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể quý vị phụ nữ, những người mà đã hỗ trợ những cánh đàn ông và trợ giúp gia đình và xã hội phát triển ngày càng tốt hơn. Thì cảm ơn quý vị và chúc quý vị phụ nữ luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thành công nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.